Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng một số quy định 5K không còn phù hợp. Một số nội dung trong thông điệp 5K như khoảng cách không tập trung được Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Ý kiến được Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 9 tháng 3. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thành phố ghi nhận hơn 93.000 F0, số ca mắc là học sinh tăng cao. Thông điệp 5K gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế là những khuyến cáo được Bộ Y tế đưa ra hồi tháng 8 năm 2020 khi Việt Nam ghi nhận 1.044 ca COVID-19, trong đó có 690 ca lây nhiễm trong nước, 354 ca từ nước ngoài về. Thời điểm đó, Bộ Y tế cho rằng Việt Nam sẽ phải tiếp tục chống dịch trong thời gian dài, người dân còn hình thành nếp sống ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh. Bộ Y tế khuyến cáo người dân còn áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới và thực hiện 5K. Theo ông Nên, nội dung khẩu trang khử khuẩn có thể làm được, nhưng khoảng cách không tập trung không còn phù hợp với thực tế. Cụ thể, trong tình hình mới, học sinh đến trường, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đi làm thì khó mà không tập trung được. Đặc biệt tại trường học, việc ăn, ngủ của học sinh càng khó thực hiện hơn. Tình hình thay đổi nếu chúng ta cứ kêu gọi thực hiện 5K mà không sửa lại cho phù hợp với thực tế sẽ khó thực hiện, hoặc nói mà không làm được. Phụ huynh, nhà trường và người dân gặp khó khăn, ông Nên nói và đề nghị trong tình hình mới, thành phố cần xem xét lại hướng dẫn thực hiện quy tắc 5K phù hợp khả thi. Tại cuộc họp, đề cập đến kiến nghị của Bộ Y tế và việc để F1 đi làm trong một số trường hợp và đáp ứng một số điều kiện, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho rằng các sở ngành còn nghiên cứu để hoàn thiện đề xuất này trong Bộ Tiêu chí An toàn đối với các lĩnh vực. Cụ thể, F1 nếu không có vấn đề về sức khỏe và có tinh thần tự nguyện, có thể được bố trí công việc. Các đơn vị có F0 không triệu chứng, không có vấn đề sức khỏe cũng được duy trì cách làm việc phù hợp. Hiện nhiều cơ quan có 30-50 ca F0, cách ly 7-10 ngày cho đến 2 tuần sẽ rất bị động trong công việc. Ông Mãi nói và cho rằng các F0 có triệu chứng còn nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe nhưng trường hợp không triệu chứng cần tính toán để đảm bảo hoạt động cho cơ quan, đơn vị sự nghiệp sản xuất kinh doanh. Về tình hình lây nhiễm biến chủng Omicron trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ngành y tế đánh giá tình hình dịch bệnh trên cơ sở tuân thủ chỉ đạo khuyến cáo của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới và cơ quan chuyên môn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.